Chiến thần hắc ám chương 276, một lưới tóm gọn Khi giọng hỏi trầm thấp của hào tinh hút hạ xuống, tầm mắt của mọi người ở đây cũng theo đó mà dừng lại trên người đồng ngọc thụ, người vẫn đang ngồi. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả Lê Nguyệt Thiền cùng Huỳnh Thăng Phát cũng đã giật mình nhìn đồng ngọc thụ, không ngờ rằng chính anh ấy sẽ là người cứu bọn họ ngay lúc nguy cấp. Giờ phút này, sắc mặt đồng ngọc thụ ảm đạm đến mức có thể vắt ra nước, đối mặt với ánh mắt không tốt của mọi người, chậm rãi đứng lên. Xếp hào, cho tôi một chút mặt mũi, thả họ đi, thế nào? Sát khí nồng đậm trong mắt hào tinh húc chợt lóe rồi biến mất, nhưng không tức giận, chỉ hít mắt đánh giá. Ngọc Thụ, tôi và cậu vẫn thân thiết như anh em, rõ ràng sở thích của cậu, cậu vừa ý huỳnh thăng phát này đã lâu, tôi còn tính đêm nay đem cô ta cho cậu, sao tự nhiên cậu lại nói những lời vô nghĩa như vậy? Ngoặc kép. Audio điện tử võ tấn bền. Trịnh Tiến Thành, Văn Nhân Ngọc, Hoác Luân, Tôn Tuyết cũng lạnh lùng nhìn anh ta, chờ anh ta giải thích. Đồng Ngọc Thụ trầm mặc thật lâu, thần sắc thản nhiên nói. Con người luôn thay đổi, tôi thích thăng phát, nhưng thứ tôi muốn là từ tâm của cô ấy, không phải dùng loại thủ đoạn này. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Huỳnh Thăng Phát giống như là lần đầu tiên quen biết Đồng Ngọc Thụ, vẻ mặt kinh ngạc. Vẻ mặt hào tinh húc lập tức cứng lại, nhưng vẫn gật gật đầu. Ừm, um, vậy thì nghe lời cậu, Thả Huỳnh thăng phát, cô ấy là đại minh tinh, nếu mọi chuyện càng lớn, cũng sẽ không tổn hại đến nhà họ hào chúng tôi. Cả cô ấy, hãy để họ đi. Đồng Ngọc Thụ chỉ một chỉ Lê Nguyệt Thiền, nói. Đồng Ngọc Thụ, cùng lúc đó, Hào Tinh Húc đột nhiên biến sắc, trợn mắt tức giận, hét lớn. Tất cả mọi người đều bị Hào Tinh Húc làm cho hoảng sợ, chỉ thấy trên trán hắn nổi gân xanh, vẻ mặt giữ tợn chừng mắt nhìn Đồng Ngọc Thụ. Thả Huỳnh Thăng Phát đã rất nể mặt rồi, cậu đừng có quá đáng. Không sai, Lê Nguyệt Thiền không thể thả. Tôn Tuyết cũng tức giận nói. Đồng Ngọc Thụ, tôi biết cậu là đại thiếu gia nhà họ đồng, nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, cậu xác định muốn cùng chúng ta đối đầu sao? Ngoặc kép, Hảo Uy cũng tiến lên một bước, sắc mặt khó coi. Ngọc Thụ, tôi coi trọng anh, cho nên gọi anh một tiếng Anh, nhưng hiện tại, anh cần cho tất cả chúng tôi một lý do. Nghe vậy, Đồng Ngọc Thụ lập tức im lặng, sắc mặt tối sầm lại. Lê Nguyệt Thiền và Huỳnh Thăng Phát cũng muốn biết lý do Đồng Ngọc Thụ làm như vậy. Huỳnh nhân hôn mê, hai cô gái yếu đuối này không thể thoát khỏi nơi này, Đồng Ngọc Thụ vì sao phải mạo hiểm đắc tội tất cả mọi người, đến cứu họ. E rằng cậu đã sớm phản bội tôi rồi đúng không? Hào Tinh Húc bỗng nhiên mở miệng, trong lời nói có sát khí. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cả người kinh ngạc, Hào Uy càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn Đồng Ngọc Thụ cho dù là huỳnh nhân có lớn mạnh như thế nào cũng không thể biết tôi sẽ thiết lập thế cục này mà hắn lại đột nhiên hoài nghi tôi sẽ hạ độc rượu của hắn đây là điều bình thường sao hào tinh húc nhìn chằm chằm đồng ngọc thụ gần giọng nói nhất định là cậu đã tiết lộ thông tin cho hắn đúng không ngoặc kép có phải vậy không cậu đã phản bội chúng tôi hào huy cũng nghiến răng hỏi kế hoạch này chỉ có ba người chúng ta biết đồng ngọc thụ vẫn trầm mặc như cũ nắm tay siết chặt giống như áp lực rất lớn nhưng khi tầm mắt chuyển đến huỳnh nhân đang ngủ mê man gương bình tĩnh như cũ trong lòng anh ta đột nhiên có đáp án hít sâu một hơi anh cũng gắt gao nhìn hào tinh húc anh sai rồi mặc kệ tôi có báo tin hay không kế hoạch của anh cũng sẽ không thành công bởi vì dù anh bố trí cục diện như thế nào ở trong mắt anh ấy vẫn chỉ là trò hề làm càn hào tinh húc vô cùng tức giận tôi thấy cậu không hiểu rõ tình hình hiện tại. Huynh nhân của cậu đã là con cá trên đĩa, mặc cho chúng ta, mặc cho chúng tôi chém giết. Hai người này cũng sẽ trở thành công cụ thiết dục của chúng tôi, lúc này cậu chống đối chúng tôi thì chỉ có đường chết. Tuy rằng cậu là đồng thiếu gia, nhưng nhà họ đồng đã tổn thất nặng nề, cậu cũng chỉ là người vô dụng. Đồng Ngọc Thụ không nói gì, chỉ là sắc mặt càng thêm nặng nề. Hào Tinh Húc nói không sai, nhà họ đồng hiện tại đã tổn thất nặng nề, sớm đã không còn uy phong hào tinh húc ánh mắt khinh thường cho dù nhà họ đồng không suy tàn cậu cũng chỉ là một trò cười mà thôi thiếu ra nhà họ đồng không làm chạy đi làm trò cười thật đúng là trò cười cho thiên hạ ngoặc kép đồng ngọc thụ anh đừng để ý đến chúng tôi mau đi đi huỳnh thăng phát sốt cục nhịn không được mở miệng khó khăn thuyết phục đồng ngọc thụ vẫn thờ ơ như cũ thân phận của anh là do huỳnh nhân cho sẽ không phản bội anh ta chuyện phản bội làm một lần là đủ rồi đồng ngọc thụ tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng cậu có phục tùng tôi không hào tinh húc nhẫn nại đã đến cực hạn gân xanh trên trán nổi lên đồng ngọc thụ cười khinh miệt ngay cả đồng ý hành tôi cũng không phục ông là chủ của dòng họ lớn làm sao tôi có thể đầu hàng được lời nói lần này hoàn toàn sát khí của hào tinh húc vẻ mặt tàn nhẫn nói nếu như cậu thành tâm muốn chết vậy tôi sẽ giết cậu trước rầm dầm, ngay lập tức, tất cả vệ sĩ của nhà họ Hào đều lấy súng trong túi ra, súng ống đen nhánh, đồng loạt chỉ vào đầu đồng Ngọc Thụ. Đồng Ngọc Thụ, chạy mau. Lê Nguyệt Thiền và Huỳnh Thăng phát sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói. Nhưng, mặc dù bị nhiều súng ống chỉ vào đầu, đồng Ngọc Thụ vẫn như cũ một bước không lưu ý. Thậm chí, trên mặt hắn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Anh Huỳnh vẫn luôn đề phòng tôi, tôi nghĩ hiện tại, anh không nên nghi ngờ tôi nữa. Hào Tinh Húc đang muốn hạ lệnh nổ súng bắn chết Đồng Ngọc Thụ, hiện trường đột ngột vang lên một trận tiếng cười nhàn nhạt, nhạt. Không sai, cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng. Nghe tiếng cười này, tất cả mọi người đều như bị xét đánh, biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc. Ai? Phản ứng đầu tiên của Hào Tinh Húc chính là nhìn về bốn phía. Đồng Ngọc Thụ cả người chấn động, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau Lê Nguyệt Thiền chỉ thấy huỳnh nhân vốn đang mê man phía sau lê nguyệt thiền không biết từ lúc nào đã biến mất đang thản nhiên ngồi ở trên ghế nhàn nhã uống trà nhất thời tất cả mọi người ở hiện trường trợn mắt há hốc mồm giống như gặp quỷ lùi lại hai bước lê nguyệt thiền và huỳnh thăng phát thì trên mặt mừng rỡ anh huỳnh anh không sao chứ hào tinh hút sắc mặt trắng bệch anh uống thuốc mê không có khả năng tỉnh lại nhanh như vậy lẽ nào anh căn bản không trúng độc tất cả đều là giả bộ không sai, trực giác nói cho tôi biết, ngoại trừ nhà họ hào ngươi ra, nhất định còn có người khác, cho nên liền giả vờ bất tỉnh, xem có thể dẫn rắn ra khỏi động hay không, quả nhiên, các người không làm cho tôi thất vọng. Ánh mắt huỳnh nhân nhìn lướt qua, giọng điệu bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người lại không khỏi lạnh lẽo. Huỳnh nhân thật táo bạo, cho dù không biết kế hoạch của hào tinh húc, cũng không thành vấn đề, khi đan dược ngấm vào cơ thể, chỉ dựa vào những thứ này, căn bản không gây tổn thương được của huỳnh nhân. Mặt khác, tôi còn muốn mượn cơ hội này kiểm tra lòng trung thành của cậu. Hắn chuyển đề tài, ánh mắt dừng trên người đồng ngọc thụ, cười gật đầu. Cậu đã không làm tôi thất vọng, ngoặc kép. Đồng ngọc thụ lập tức ngồi phịch trên ghế, sau lưng bị mồ hôi ướt đẫm. Trong trường hợp xấu nhất, liệu anh ta sẽ phản bội nhà họ Huỳnh? Đối với hắn mà nói, khoanh tay quan sát Lê Nguyệt Thiền cùng Huỳnh Thăng phát bị nhiều người vũ nhục như vậy, chính là phản bội. May mắn thay, anh đã vượt qua thử thách của Huỳnh Nhân. Sống và chết trong tích tắc. Được rồi, nếu mọi người đều đến đông đủ, vậy thì bắt hết tất cả bọn họ. Ánh mắt lạnh như băng của Huỳnh Nhân đảo qua mỗi người, chậm rãi đứng dậy, sải bước đi về phía bọn họ. Chương 277: Sự xuất hiện của những đại gia tộc. Chỉ một hành động đơn giản là đứng dậy thôi cũng toát ra khí thế áp bức vô cùng mạnh mẽ, khiến cho hào tinh húc, hào uy Văn Nhân Ngọc cùng với Triệu Xuân sinh sợ hãi lui về phía sau. Hai người tôn tuyết cùng Lâm chân nghi thậm chí còn tệ hơn, phốc một tiếng họ liền ngã xuống đất, mặt đầy vết bẩn. Bọn họ thế mà đều bị khí thế của huỳnh nhân dọa đến mức mất tự chủ. Nhưng mà, cũng không ai dám cười nhạo hai người bọn họ. Bởi tất cả mọi người đều biết rõ, nếu huỳnh nhân không chết thì bọn họ chính là người chết. Khẩu khí cũng thật lớn. Hào tinh húc dừng lại bước lùi về phía sau, lau mồ hôi trên trán, luống cuống nhìn Huỳnh Nhân. Nhưng mà dù mày có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ có một mình thôi, trong khi nơi này là địa bàn của nhà họ Hào bọn tao. Nghe lời Hào Tinh Húc nói, Hào Uy cũng như được tăng thêm vài phần sức mạnh, cha nói không sai, hơn nữa, chúng ta còn có súng. Anh ta có thể uy lực hơn cả đạn sao? Huỳnh Nhân đột nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ. Đối với những tên vệ sĩ nhà họ Hào tay cầm súng lục đứng xung quanh, huỳnh nhân căn bản cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái thấy thế đám người văn nhân ngọc trịnh tiến thành hoác luân liền thở phào nhẹ nhóm nhao nhao mắng to huỳnh nhân đêm nay mày nhất định phải chết còn có mày đồng ngọc thụ mày cũng sẽ chết cùng nó lê nguyệt thiền cùng huỳnh thăng phát sẽ trở thành đồ chơi của bọn tao yên tâm tao sẽ không lập tức giết chết bọn mày đâu tao còn muốn để cho bọn mày nhìn thấy tao chơi cùng với hai ả à đàn bà này trước sau đó mới giết chết bọn mày ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép tuy rằng huỳnh nhân không sao nhưng nhìn đồng ngọc thụ lê nguyệt thiền huỳnh thăng phát có vẻ rất cao hứng tuy nhiên có nhiều súng xung quanh như vậy bọn họ nhất thời vẫn cảm thấy sợ hãi không dám nhúc nhích huỳnh nhân lúc này bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía lê nguyệt thiền và huỳnh thăng phát hai người đi trước đi lê nguyệt thiền và huỳnh thăng phát nhìn nhau một cái lập tức đứng dậy rời đi bọn họ hiểu được, nếu bây giờ ở lại sẽ chỉ là gánh nặng cho huỳnh nhân. Ngăn bọn họ lại, hào uy hô to. Các vệ sĩ nghe xong lập tức ý muốn chạy ra ngăn cản, nhưng mới đi được một bước, phía sau liền truyền đến hai tiếng thét lên chói tai. Phút, huỳnh nhân ném ra hai chiếc đúa, trực tiếp đâm thẳng vào cổ họng của hai tên vệ sĩ. Ngay lập tức, máu tươi liền bắn ra tung tóe hai tên vệ sĩ tử vong tại chỗ. Ai dám tiến lên một bước, chết giọng nói của huỳnh nhân lạnh đến thấu xương chấn áp tất cả mọi người khiến cho tất cả nhất thời đều không ai dám tiến lên nửa bước lê nguyệt thiền và huỳnh thăng phát lúc này đã an toàn chạy ra khỏi khách sạn hào tinh húc trong mắt tràn đầy sát ý phẫn nộ đến cực điểm huỳnh nhân mày thật sự cho rằng tao không dám nổ súng giết chết bọn mày có phải hay không đồng ngọc thụ đứng bên cạnh huỳnh nhân nghe vậy cả người liền run lên bị bao nhiêu súng chĩa vào đầu như vậy làm sao có thể không sợ hãi mặc dù vậy nhưng anh ta cũng không có ý định lùi bước huỳnh nhân nhìn sang vỗ vỗ bả vai anh ta một cái khẽ cười nói thả lỏng đi mạng của anh là của tôi chứ tôi ra ai dám giết anh những lời nói vô cùng kiêu ngạo này hoàn toàn có ý coi thường nhà họ vương nhưng có điều lại có một loại ma lực đặc biệt xua đi sự sợ hãi trong lòng đồng ngọc thụ ha 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 đám người hào tinh húc hào uy nhịn không được cười to tao e bọn mày không thể nói những chuyện ngu ngốc như này được nữa rồi tao có súng bọn tao mới là người định đoạt được mày sẽ sống hay chết trong trại địch diệp dạ nguyệt nở nụ cười tàn nhẫn đứng lên huỳnh nhân lắc đầu cũng không vội động thủ mà chỉ nhìn anh ta các người không biết đường sống yên ổn đi lại còn dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt tôi còn ông trịnh tiến thành anh quay lại nhìn về phía trịnh tiến thành đầu tóc bạc trắng lúc trước tôi nhân từ vì chính ông đã tự tay giết cháu trai mình nên mới tha cho nhà họ chính các người một con đường sống. ông không mang theo người nhà của mình rời khỏi Minh Châu mưu sinh đi, nay còn xuất hiện trước mặt tôi. tôi phải nói ông đây là dũng cảm hay là ngu xuẩn nhỉ? mày còn dám nhắc tới chuyện này? khóe mắt Trịnh Tiến Thành lập tức đỏ hoe, giận đến mức không thể kìm hãm. nếu như không phải tại mày, tao làm sao có thể tự tay giết cháu trai mình? còn có Trịnh Hạo, nó cũng chết vì mày. Người nhà họ trịnh chúng ta cùng mày không đội trời chung, làm sao tao có thể để mày sống dễ dàng như vậy? Huỳnh Nhân cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới bọn họ, vẻ mặt vui đùa nhìn về phía Tôn Tuyết cùng Hoác Luân. Hai người xuất hiện ở chỗ này, Tôn Du Phong và Hoác Ca có biết không? Hoác Luân lừ lạnh một tiếng, không nói gì, ngược lại Tôn Tuyết giống như bị kích động, lớn tiếng nói. Bởi vì anh, tôi mới bị cha đuổi ra khỏi nhà họ Tôn thì ra cô đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Tôn à, chẳng trách cô lại xuất hiện ở đây. Huỳnh Nhân cười khẽ, Tôn Tuyết nghe ra giọng điệu châm chọc trong lời nói của anh, nhất thời tức giận. Anh còn dám cười. Hào Tinh Húc thấy thế lập tức ngăn cản Tôn Tuyết đang kích động. Tôn Tiểu Thư, đừng lo lắng, sớm muộn gì cậu ta cũng phải chết thôi. Phải không? Huỳnh Nhân cười nhạt một tiếng. Mấy người cho rằng mấy con gà Tây với mấy con chó Cộng thêm đống sắt vụn này liền có thể giết chết tôi. Chẳng lẽ không đủ sao? Hào tinh húc chế nhạo. Ở đây có tổng cộng có 16 khẩu súng, mỗi một khẩu đều có thể một phát bắn vỡ đầu mày. Huống chi, còn có những người khác trong nhà họ vương, mà và đồng ngọc vụ hai chúng mày lấy cái gì ra mà dám đấu với tao? Không không không. Huỳnh nhân liên tục lắc đầu, trên mặt mang theo ý cười đùa giỡn. Người muốn đấu với nhà họ hào các người không phải tôi, mà là một người khác hào tinh húc nghe xong liền ngẩn ra sau đó cười to còn có người khác mày cho rằng sẽ có người khác tới cứu mày hà ông nhầm rồi vẻ mặt huỳnh nhân hờ hững lạnh nhạt nói thứ nhất tôi không cần người tới cứu thứ hai tôi buộc chuông ắt sẽ phải tháo dây ông hợp tác với nhiều thế lực để đối phó tôi như vậy tôi tất nhiên cũng phải tìm một người có thể dạy dỗ bọn chúng chứ cái gì lời này vừa nói ra sắc mặt hào tinh húc lập tức thay đổi đám người tôn tuyết, hoác luân, lâm chân nghi cũng cảm thấy sợ hãi. Gió lạnh gào thét, xe cộ tấp nập. Lê Nguyệt Thiền và Huỳnh Thăng Phát đứng ở dưới lầu khách sạn Huy Hoàng, vẻ mặt lo lắng. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Vẻ mặt Huỳnh Thăng Phát hỗn loạn, lo lắng nhìn lên tầng cao nhất của khách sạn Huy Hoàng. Vì cứu bọn cô mà Huỳnh Nhân và Đồng Ngọc Thụ vẫn còn ở trên tầng cao nhất, cũng không biết bọn họ hiện tại có an toàn hay không vẫn là lê nguyệt thiền không sợ nguy hiểm bình tĩnh nói chúng ta hiện tại nên lập tức báo cảnh sát nhà họ hào đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng và còn tự mình mang theo súng mà không được phép nói xong đang muốn lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát đột nhiên một tiếng tinh một dòng tin tức đã thu hút sự chú ý của cô kinh ngạc phát hiện mấy trăm chiếc ô tô hạng sang đang mạnh mẽ vượt đèn đỏ ở những con đường tại thành phố minh châu cô bấm vào một đoạn video liền hiện ra trong video từng chiếc ô tô hạng sang đang lao vù vù với tốc độ lên đến cực hạn liên tục vượt đèn đỏ hơn nữa không phải là chỉ có một con đường xuất hiện cảnh tượng như vậy tất cả những người đi bộ cùng các phương tiện giao thông khác đều phải nhường đường cho họ ánh mắt lê nguyệt thiền chấn động tối nay ở minh châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ở đâu ra nhiều ô tô sang trọng như vậy chủ tịch lê nhìn kia bỗng nhiên bên tai truyền đến giọng nói của Huỳnh Thăng Phát. Lê Nguyệt Thiền ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Huỳnh Thăng Phát đang ngây dại nhìn về hướng nào đó. Cô cũng theo đó nhìn lại, con người trong nháy mắt đột nhiên mở to. Vụt, từng chiếc ô tô hạng sang chạy ngang qua họ, mang theo luồng gió mạnh thổi qua làm loạn hết mái tóc cùng với làn váy dài của các cô. Biển số xe này, ZA00000000, không phải xe của gia chủ nhà họ tôn sao. Còn có chiếc Ferrari này, ZA33333 là xe của con gái nhà họ Hó Hoắc, xe yêu thích của Hoắc Hiền. ZA99999, phiên bản màu đỏ giới hạn, xe của bao đại sư của Hiệp hội Võ Lâm. Chiếc xe này còn lợi hại hơn này, không có biển số xe, là xe của Hồng ưng Thương hội. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Dưới lầu khách sạn Huy Hoàng, hơn 100 chiếc ô tô hạng sang đỗ lộn xộn khiến vô số người qua đường không nhịn được cảm thán. Bang! Cửa xe mở ra, một đám người hùng hổ đi xuống, thân sắc lạnh lùng, mang theo sát khí lạnh lẽo, đi ở phía sau chủ nhân của mình. Có bốn nhóm người, tổng cộng là hơn trăm người, từ bên cạnh Lê Nguyệt Thiền và Huỳnh Thăng Phát đi qua, chậm rãi bước vào khách sạn Huy Hoàng. Đứng đầu chính là Tôn Du Phong gia trưởng nhà họ Tôn, sau đó đến hoắc Hiền con gái của nhà họ hoắc, bao đại sư thành viên cao cấp của Hiệp hội Võ Lâm và Thiên Việt Bân. chương 278, Người gây sự, cảnh tượng dưới đại khách sạn huy hoàng cũng không kinh động hào tinh húc nghe thấy bọn họ giờ phút này tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người huỳnh nhân bọn họ đều nhận ra từ sau khi huỳnh nhân nói ra những lời này bầu không khí ở đây đã thay đổi thì ra tình thế chắc thắng ban đầu trở nên ngang tài ngang sức thậm chí chiến thắng bắt đầu nghiêng về phía huỳnh nhân kết quả như vậy là điều mà ban đầu hào tinh húc và những người khác đều không thể ngờ tới hãy bình tĩnh đi anh ta chỉ đang phô trương thanh thế Đột nhiên, Trịnh Thiên Thành hét lớn một tiếng, vẻ mặt âm trầm nhìn Huỳnh Nhân, tức giận nói: Mọi người suy nghĩ lại xem, anh ta có thân phận gì, nhà họ Liên cũng vô dụng, sao có thể mời nhiều người như vậy? Trong những người này, Trịnh Tiến Thành bối phận lớn nhất, lời nói có trọng lượng nhất, những người khác nghe Trịnh Tiến Thành nói, cũng đều phục hồi tinh thần lại, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, nhìn về phía Huỳnh Nhân. Suýt chút nữa bị anh ta lừa gạt, sắp chết đến nơi rồi còn dám lớn tiếng nói ra những lời ngung cuồng. Hào gia tiểu tử này có chút tà môn, đừng nói nhảm với hắn, nhanh chóng giết hắn, miễn cho dạ trường mộng nhiều. Có người chửi ầm lên, cũng có người trong lòng kiêng kỵ, vội vàng nói với Hào Tinh Húc. Hào Tinh Húc cũng cảm thấy kỳ lạ, Trịnh Tiến Thành phân tích rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy, thế nhưng ông ta vẫn thể hiện ra sự tức giận, ngược lại áp lực càng lúc càng lớn. Được rồi, đã như vậy, tao sẽ không nói nhảm với mày đều giết anh ta. Hạ quyết tâm, hét lớn một tiếng. Nghe theo những lời này hạ xuống, vệ sĩ tại hiện trường đều chĩa súng vào đầu Huỳnh Nhân. Đồng Ngọc Thụ nóng nảy, nhưng Huỳnh Nhân vẫn thở ơ lạnh nhạt, biểu tình trêu tức nhìn Hào Tinh Húc. Audio điện tử võ tấn bền Tôi đã cho các người cơ hội, đáng tiếc là các người không quý trọng. Sắc mặt Hào Tinh Húc giữ tợn nói. Nếu đây là di ngôn của mày, vậy mày có thể đi. Chữ chết, cuối cùng còn chưa nói xong, bên ngoài hội trường đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sau đó, cửa hội trường đã được mở ra, một người quản lý liên tục ngã nhào xuống trước mặt hào tinh húc, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm. Gia, gia chủ, không tốt, khách sạn Huy Hoàng đã bị bao vây. Rất nhiều gia chủ của các gia tộc đi tới cùng một chỗ, nhất định phải đòi lời giải thích. Cái gì? Nội dung lời nói làm cho Hào Tinh Húc choáng váng, vệ sĩ nhà họ Hào ai nấy đều trợn tròn mắt, ngay cả nổ súng cũng quên mất. Các đại gia độc đều ở cùng một chỗ, là vì cái gì? Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Hào Uy bịch một tiếng ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt hỏi. Hào Tinh Húc sắc mặt biến hóa một hồi, sau đó trầm giọng nói. Con đi trấn an bọn họ trước, để cho bọn họ ở phòng khách quý chờ, ta xử lý xong chuyện nơi này liền đi qua hào ra, dám để cho chúng ta chờ ở phòng, sao anh dám làm thế? Nhưng mà, mệnh lệnh của hào tinh húc còn chưa nói xong, một giọng nói lạnh lẽo liền vang lên. Người quản lý đó đã trở lại, chỉ có điều là được đá trở lại. Đồng tử trắng bệch, không nhúc nhích, rõ ràng là đã ngất xỉu. Hào tinh húc hai mắt sung huyết, rất nhanh nhìn về phía cuối hành lang. Chỉ thấy một người niên hơn 40 tuổi phong thái uy nghiêm mang theo một lượng lớn bảo tiêu đi vào hội trường, ánh mắt hung ác tàn bạo quét qua toàn trường chính là gia chủ tôn gia tôn du phong ba sao ba lại ở đây trong đám người tôn tuyết trợn mắt há hốc mồm kêu lên một tiếng ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm tôn du phong lạnh lùng nhìn lướt qua tôn tuyết và mọi người hừ một tiếng lát nữa lại xử lý đứa con gái bất hiếu này phù phù lời này vừa nói ra tôn tuyết đặt mông trực tiếp ngã xuống đất vẻ mặt tuyệt vọng ánh mắt hào tinh húc âm trầm đến cực điểm. Tôn gia, anh như vậy là có ý gì? Tự nhiên là muốn tuyên chiến toàn bộ nhà họ hào các người. Tôn Du Phong dứt lời, vệ sĩ nhà họ tôn trực tiếp vây quanh tất cả mọi người nhà họ hào. Bốn, chữ tuyên chiến toàn bộ, hào tinh húc hoàn toàn khiếp sợ, thân là gia chủ, ông ta tự nhiên biết trọng lượng của bốn chữ này. Không chỉ là thương chiến, mà còn là so đấu vũ lực giữa gia tộc. Nhưng mà, ông ta cũng không e ngại, ngược lại cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng nhà họ tôn các anh, cũng dám cùng nhà họ hào tôi tuyên chiến toàn bộ. Ông ấy không đủ, vậy cộng thêm tôi thì sao? Lúc này, lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của nữ. Hoác Hiền mặc một chiếc váy dài đỏ thấm, thân sắc lạnh lùng cất bước mà đến. Giờ phút này cô không có nửa điểm quyến rũ, chỉ có vẻ mặt sát phạt quyết đoán. Nhà họ Hoác, ánh mắt hào tinh hút cuối cùng cũng trở nên hoảng sợ. Trong đám người, sắc mặt Hoác Hiền cũng biến sắc. Em gái, lần này em tới đây là thể hiện thái độ của cha hay là thái độ của chính em? Nhà họ Triệu cũng có quan hệ tốt với nhà họ Hoác, anh ta không tin đây là ý của Hoác ca. Có gì khác nhau không? Hoác Hiền liếc Hoác Luân một cái, thản nhiên nói. Tôi mới là người thừa kế chính thống nhất nhà họ Hoác, ý của tôi, chính là ý của Hoác ca, ông ấy dám nói nửa chữ không? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Hoắc Luân cuối cùng cũng hiểu được, đây là ý của Hoắc Hiền, tiền trảm hậu tấu. Đồng Ngọc Thụ đã sợ ngây người, nhà họ Tôn liên thủ với nhà họ Hoắc, nhà họ Hào căn bản không phải là đối thủ. Thế nhưng, trên mặt Huỳnh Nhân vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, căn bản là không ảnh hưởng bởi bọn họ. Cái này còn chưa xong, sau nhà họ Tôn và nhà họ Hoắc, ngay phía sau đó lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Bao đại sư mang theo một đám võ giả mặc trang phục luyện công màu trắng hùng hổ đi vào ánh mắt dừng lại trên người mã trung và mấy thành viên hiệp hội võ đạo khác giận dữ ngay tại chỗ thật sự là ăn gan hùm mật gấu ngay cả huỳnh tiên sinh cũng dám động đến nói xong căn bản không cho đám người mã trung cơ hội giải thích nhanh như chấp xuất hiện trước mặt bọn họ phanh phanh hai cước trực tiếp đạp bay bọn họ đá thành trọng thương võ đạo hiệp hội cũng tới rồi hào tinh húc và hào uy ngay cả tức giận cũng không dám phát ra thậm chí thân thể cũng kịch liệt run rẩy Cuối cùng, dưới sự vây quanh của nhiều nhân sĩ tinh anh mặc Âu phục dày ra, thiên Việt bân khoan thai đến muộn, đầu tiên là nhàn nhạt nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng bước nhanh tới trước mặt huỳnh nhân, cúi đầu. Huỳnh tiên sinh, thuộc hạ chậm chế, xin ngài thứ tội. Huỳnh nhân cười khoát tay áo, sau đó tràn ngập trêu tức nhìn về phía hào tinh húc. Hào ra, đội hình như vậy, ông có hài lòng không? Hào tinh húc giờ phút này đã kinh hãi muốn chết, một lúc lâu sau mới lắp bắp nghẹn ra một câu. Các người, tất cả đều đến vì cậu ta. Tất nhiên, ánh mắt tôn du phong, hoác hiền, bao đại sư và thiên Việt bân nhất trí một cách kỳ lạ, lãnh ý cùng kính trọng cùng tồn tại. Nhà họ hào, còn có những thứ muốn chết như các người, hôm nay một người cũng đừng hòng đi. Bốn thế lực đại gia tộc, ước chừng mấy trăm người, tất cả đều chiến đấu vì huỳnh nhân, đủ để nhà họ hào cùng với tất cả kẻ thù cũng sợ hãi. Bọn họ bừng tỉnh, ý thức được một vấn đề. Từ trước đến nay, không có gì là không thay đổi, trong quá khứ huỳnh nhân coi bọn họ như con kiến hôi, bây giờ vẫn là như vậy. Tuyệt vọng, tức giận, không cam lòng. Trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc tiêu cực tràn ngập trong lòng những người nhà họ Hào, không xua đi được. Ngớ ra một lúc, Hào Tinh Húc đột nhiên điên cuồng hét lớn. Chương 279, đến lượt ông nếu như chuyện nhà họ tôn và nhà họ hoác liên thủ ép cung chỉ khiến Hào Tinh Húc cảm thấy chấn động thì hiện giờ Thiều nghiêm đến chính là cọng dơm cuối cùng ép vỡ nhà họ Hào. Khác với nhà họ tôn và nhà họ triệu, nhà họ thiều đại biểu cho tài phiệt Minh Châu. Dù cho hiện giờ nhà họ thiều do thiều gia nguyệt làm chủ thì lạc đà gầy còn lớn hơn ngược, không phải thứ mà nhà họ Hào có thể chống lại. Huỳnh nhân không trả lời mà chỉ nheo mắt lại, liếc mắt đánh giá thiều nghiêm thật kỹ. Nhà họ tôn, nhà họ hoác, hiệp hội võ đạo cùng với thương hội hồng ưng sẽ tới đều nằm trong kế hoạch của anh duy chỉ có chuyện nhà họ thiều đến là huỳnh nhân không ngờ được anh thấy đây chắc canh là ý của thiều gia nguyệt quả nhiên thiều nghiêm khẽ mỉm cười nói chị họ bảo tôi tới truyền lời sau này anh huỳnh và nhà họ thiều chúng tôi cũng là quan hệ hợp tác có gì khó khăn có thể nói ra để cho nhà họ thiều giải quyết ở cạnh chị họ đã lâu thiều nghiêm cũng mất đi khí chất công tử ăn chơi ban đầu đã trở nên giả dặn hơn ngay câu nói đầu tiên đã đại biểu cho lập trường của nhà họ Thiều. Con người hào tinh húc lập tức co lại. Đây là ý của cô ấy ư. Thiều nghiêm khẽ gật đầu, như thể trong mắt anh ta, nhà họ Hào đã là cá trong chậu. Sắc mặt của Hào Tinh Húc và Hào Uy trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lòng phản kháng khó khăn lắm mới mọc lên lập tức bị loại bỏ. Nếu như là Thiều Nghiêm trước kia thì Hào Tinh Húc cũng không e ngại, thế nhưng Thiều Nghiêm hiện giờ đại biểu cho Thiều Gia Nguyệt nếu Thiều Gia Nguyệt muốn diệt nhà họ Hào chỉ là chuyện trong một suy nghĩ. Về phần đồng Ngọc Thụ thì cũng đã hoàn toàn chấn động rồi. Ai cũng biết, 5 năm trước Huỳnh Nhân suýt chút nữa thành chồng của Thiều Gia Nguyệt. Bỏ qua chuyện là yêu hay là hận không bàn đến thì Thiều Gia Nguyệt rất để ý đến vị chồng cũ này. Nói cách khác, bốn nhà tài phiệt quyền quý Minh Châu, ngoại trừ nhà họ nhan chưa từng liên quan thì toàn bộ những nhà còn lại đều thần phục Huỳnh Nhân. Đây là chuyện quyền khuynh triều giã, quyền thế ngút trời cỡ nào chứ? Đồng Ngọc Thụ càng ngày càng thấy may mắn khi mình lựa chọn thần phục mà không phải là địch. Kỳ thực, nghĩ thế chẳng phải chỉ mình anh ta mà thiếu nghiêm cũng vậy. Chào hỏi Huỳnh Nhân xong, anh ta vẫn lạnh lùng nhìn về phía Hào Tinh Húc. Chủ nhân nhà họ Hào, ngay cả chúng tôi nhìn thấy anh ấy cũng phải cung kính gọi một tiếng, chào anh Huỳnh, một gia chủ của gia tộc nhỏ như ông, dựa vào đâu mà ra tay với anh Huỳnh. Khi những lời này vừa cất lên, mọi người nhà họ hào bỗng thấy áp lực đột nhiên tăng bởi vì bọn họ cảm nhận được lực lượng vệ sĩ mà các gia tộc mang tới cũng vây bọn họ lại nhất là vệ sĩ cầm súng này của nhà họ hào bất luận là nhà họ tôn hay nhà họ hoắc hoặc là nhà họ thiều cũng đều lấy súng chỉ vào đầu của bọn họ hoắc hiền nhìn mọi người xung quanh rồi bỗng nhiên quát lạnh một tiếng tất cả nộp vũ khí đầu hàng sẽ không giết phịch 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 nhất thời tất cả vệ sĩ nhà họ hào đều thả súng trong tay xuống lần lượt quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu. Cảnh này kích thích mạnh đến Hào Tinh Húc, Hào Uy và tất cả những kẻ cấu kết với nhau vì trả thù huỳnh nhân. Con người bọn họ phóng to cực hạn, họ trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh này rồi cũng chết lặng ngồi xuống đất. Cục diện vốn nghiêng về một phía, sau khi huỳnh nhân ra tay thì trong nháy mắt đảo chiều, thủ đoạn này khiến Tôn Du Phong cực kỳ chấn động, đám người hoác hiền nhanh chóng đuổi tới đây. Bởi vì ở trong nhận thức của bọn họ, bọn họ là thế lực duy nhất trợ giúp huỳnh nhân chưa từng nghĩ rằng còn có thế lực khác lạnh lùng liếc bọn họ một cái tôn du phong nhanh chóng đi tới trước mặt huỳnh nhân u ám nói anh huỳnh những người này xử lý thế nào chỉ cần anh ra lệnh một tiếng tôi lập tức giết bọn họ vừa dứt lời thân thể mọi người run lên vẻ mặt cực kỳ sợ hãi ánh mắt huỳnh nhân bình thản nhìn tôn du phong và đám người hoắc hiền bọn họ đều là người nhà các người sống hay chết tùy các người quyết định. Trong lòng Tôn Du Phong và đám người hoắc hiền lại thầm run lên, vẻ mặt càng nghiêm túc hơn, cúi đầu nói. Vâng, anh Huỳnh. Khó khăn lắm bọn họ mới được Huỳnh Nhân tin tưởng, tuyệt đối không thể bởi vì một con chuột nhắt mà phá hủy hỗn loạn. Như cảm nhận được sát ý của Tôn Du Phong, Tôn Tuyết là người đầu tiên bỏ tới giống như một con chó, ôm thật chặt bắp chân Tôn Du Phong, gào khóc chảy nước mắt. Ba, con là con gái của ba đó. Ba không thể giết con cút đi tao không có đứa con gái như mày nhưng tôn du phong lại không chút do dự đá văng cô ta ra vẻ mặt lạnh lùng không phải tao muốn giết mày mà là mày hại chính mày từ khoảnh khắc mày oán hận anh huỳnh tao đã không cứu nổi mày tôn tuyết run rẩy cả người lại quay đầu bò đến bên chân huỳnh nhân tiếng khóc run rẩy anh huỳnh tôi không dám nữa xin anh tha cho cái mạng rách của tôi tôi thật sự biết sai rồi nhưng trong mắt huỳnh nhân không có chút thương hại nào Tôn Du Phong dù không nỡ thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể hô lớn một tiếng. Người đâu, làm đi. Không được, tôi không muốn chết. Tôn Tuyết nhanh chóng bị kéo ra ngoài, không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên dừng lại, không còn bất kỳ sự sống nào nữa. Môi hở răng lạnh, nhìn kết quả bi thảm của Tôn Tuyết, Lâm Trân Nhi cũng nhũn người rồi ngã xuống, quay đầu lại nhìn về phía Hoác Hiền. Hoác Hiền, dù sao tôi cũng là người phụ nữ của ba cô, cô nhẫn tâm nhìn tôi chết đi như vậy sao nghĩ rằng nhắc đến tên của lão hoác ca thì tôi sẽ tha cho cô à nằm mơ hoác hiền tát một cái lên mặt lâm chân nghi mặt cười sát ý lan rộng như vậy chỉ làm cô chết nhanh hơn thôi mẹ của tôi chỉ có một bà ấy đã chết bị lão hoác ca và cả đám bổ nhí mấy người bức tử lâm chân nghi ngồi thụp xuống đất ngay cả hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ còn mày nữa hoác hiền Hoắc Hiền lại bỗng nhiên nhìn về phía Hoắc Luân. Hôm nay dù cho lão Hoắc ca tới cũng không thể cứu được mày đâu. Sứt lời, thân hình cô ta nháy mắt biến mất, chân dơ lên đá mạnh vào lồng ngực của Hoắc Luân. Phịch, điều khiến huỳnh nhân kinh ngạc chính là không ngờ Hoắc Hiền cũng là cao thủ, một cú đá này dùng hết sức lực, cộng thêm gót giày sắc nhọn, Hoắc Luân trực tiếp bị đá thành bán thân bất toại, phun ra một ngụm máu tươi rồi bất tỉnh. Đá xong, Hoắc Hiền quay đầu lại thản nhiên nói người đâu kéo nó đi ném ra đầu đường cả đời này không được vào nhà họ hóc nữa đám thuộc hạ lại hiện vẻ khó xử thưa cô nếu ông chủ mà biết ánh mắt hoác hiền trở nên lạnh lẽo tôi nói ném thì ném cho tôi dạ người nhà họ hóc không dám trái lệnh chỉ có thể kéo hoác luân đang bất tỉnh đi sau này sợ rằng phải dựa vào ăn xin mà sống thiên việt bân cũng mang diệp tư truy cùng diệp dạ nguyệt đi chỉ còn lại hai người Trịnh Tiến Thành và Văn Nhân Ngọc. Lúc ánh mắt Huỳnh Nhân liếc tới, cả người Văn Nhân Ngọc và Trịnh Tiến Thành run rẩy dữ dội, có cảm giác như trong nháy mắt sẽ rơi vào địa ngục. "Ông Trịnh, tôi đã cho nhà họ Trịnh của ông cơ hội sống nhưng ông không hề quý trọng, bị ham muốn báo thù làm mê muội đầu óc, như vậy có ý nghĩa sao?" Huỳnh Nhân thản nhiên nói. Trịnh Tiến Thành im lặng mà đứng, trong nháy mắt cả khuôn mặt như già thêm vài tuổi. Một lát sau, ông ta ngẩng đầu nhìn huỳnh nhân có ý nghĩa những người khác của nhà họ trịnh bị tôi đưa ra khỏi minh châu một mình tôi trở lại minh châu chính là vì báo thù cho hai đứa cháu trai của tôi chỉ là thất bại mà thôi ánh mắt huỳnh nhân hơi tối lại hẳn ông phải hiểu có một số việc thất bại đồng nghĩa với chết đương nhiên hiểu rõ vẻ mặt lão trịnh thản nhiên không hề sợ hãi chỉ chết mà thôi nhưng tôi có một yêu cầu để cho tôi đi có thể diện một chút Huỳnh Nhân im lặng một hồi rồi gật đầu. Được, chính ông quyết định đi. Lão Trịnh mỉm cười, sau đó sửa soạn lại quần áo trên người một chút, đi tới bên cửa sổ rồi thả người nhảy xuống. Không có bất kỳ tiếng động nào, chỉ là trên mặt đất đã có thêm một thi thể. Cứu, cứu mạng. Nhìn trận doanh từng người một chết đi, vẻ mặt Phan Nhân Ngọc cực kỳ sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng giây phút anh ta mới vừa xoay người, tiếng súng vang lên giữa hai chân mày văn nhân ngọc xuất hiện một lỗ máu, thi thể mềm nhũn rồi ngã xuống. Huỳnh nhân lạnh nhạt nhìn hết thảy, sau đó nhìn về phía hào tinh húc. Giờ đến lượt ông, chương 280, báo ơn như suối tuôn. Bốn chữ sau cùng này của huỳnh nhân trực tiếp tuyên án tử hình cho nhà họ hào vương. Hào uy trợn trừng hai mắt, lui về phía sau hai bước, quay đầu lại nhìn về phía hào tinh húc. Ba, lẽ nào nhà họ hào chúng ta đến một chút cơ hội cũng không có sao. Hào Tinh Húc không hề trả lời, chỉ một mình ngồi trở lại vị trí, yên lặng hút thuốc. Ba, trong mắt Hào Uy tràn đầy không cam lòng, lo lắng hô to. Con cầm miệng cho ba. Hào Tinh Húc đột nhiên quát to, con người Hào Uy đột nhiên co lại, không thể tin nổi nhìn ba mình. Bởi vì anh ta phát hiện, mái tóc đen của ba mình vậy mà lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên bạc, tóc bạc nhanh chóng chiếm lấy phần tóc mai Hào Tinh Húc, cho đến khi lan ra khắp cả đầu nhà họ hào thất bại vậy mà lại khiến ông ta đầu bạc trong một đêm huỳnh nhân và đám người tôn du phong cũng hiện vẻ kinh ngạc nhìn hào tinh húc đây là nỗi phẫn hận lớn cỡ nào mới có thể khiến cho tóc đen biến thành bạc chứ con nghĩ rằng ba không muốn thắng sao con nghĩ rằng ba không muốn anh ta chết sao thế nhưng sự thực là từ vừa mới bắt đầu nhà họ hào chúng ta đã thua rồi hào tinh húc quát to hơn thế nhưng giọng nói lại có một chút run rẩy ông ta đã hiểu hoàn toàn hiểu từ bên ngoài đến xem thì là nhà họ hào tính kế huỳnh nhân, nhưng trên thực tế lại là huỳnh nhân tính kế nhà họ hào. Huỳnh nhân nói rất đúng, có một số kẻ thù, không phải chỉ tính toán cặn kẽ là có thể đánh bại. Nhà họ hào đã hoàn toàn không có khả năng chờ mình rồi. Khi hào tinh húc nói ra những lời này, tàn thuốc trong tay ông ta cũng theo đó mà rơi, tựa như vận mệnh mạch máu nhà họ hào, cắt thành hai đoạn. Điều này, làm sao có thể chứ? Hào uy té ngã xuống đất, Sắc mặt trắng bệch. Tất cả cảnh này, Huỳnh Nhân chỉ nhìn bằng ánh mắt bình thản, chờ ba con hào tinh húc hoàn toàn an tĩnh lại, lúc này anh mới thản nhiên nói: "Không tịch thu mọi tài sản và sản nghiệp nhà họ Hào, để cho nhà họ Tôn xử lý, về phần ba con các người, thời gian tới có thể sống hay không thì phải tùy vào vận may của hai người." "Vâng, anh Huỳnh." Trong lòng Tôn Du Phong tràn đầy vui mừng, chiếm đoạt tài sản nhà họ Hào đủ khiến nhà họ Tôn đi tới đỉnh cao. Đồng thời, Huỳnh Nhân cũng không có ý giết ba con hào tinh húc, một là thân phận bọn họ thấp, giết bọn họ chỉ lãng phí thời gian của Huỳnh Nhân, hai là Liễu Phi Tuyết luôn không mong Huỳnh Nhân giết người. Trong vô thức, Huỳnh Nhân cũng dần dần từ bỏ sự khát máu khi trước, mặc kệ mục đích của đối phương là gì, anh cũng sẽ tha cho đối phương một mạng. Nhưng đây cũng là chỗ cao minh của Huỳnh Nhân, thế lực mà nhà họ hào đắc tội không ít, dù cho Huỳnh Nhân không ra tay thì cũng sẽ có người làm thay. Chúng ta đi thôi, Huỳnh Nhân xoay người rời đi, Tôn Du Phong, Hoắc Hiền, Bao Đại Sư, cùng với Thiên Việt Bân và Thiếu Nghiêm đồng loạt theo sát phía sau. Nhìn theo bóng dáng rời đi của Huỳnh Nhân, Hào Tinh Húc tự lẩm bẩm, xem ra là mình sai rồi, có lẽ ngay từ ban đầu, không nên là kẻ địch của cậu ta. Lê Nguyệt Thiền và Huỳnh Thăng Phát lo lắng chờ ở dưới lầu khách sạn lớn rực rỡ, do dự xem có nên báo cảnh sát hay không. Một là lo lắng cho an nguy của Huỳnh Nhân, hay là suy nghĩ nhiều thế lực tới đông đủ như vậy là vì đâu? Nếu như là giúp đỡ huỳnh nhân, vậy còn tốt, nhưng nếu như đứng ở phe nhà họ hào thì... Kết quả như thế nào thì Lê Nguyệt Thiền và Huỳnh Thăng Phát không dám nghĩ tiếp, nếu quả thật giống như các cô nghĩ thì đến thần tiên Đại La cũng không cứu được Huỳnh Nhân. Giữa lúc hai người đang nguyên man suy nghĩ thì trong khách sạn bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân vững vàng. Nhìn lại thì thấy Huỳnh Nhân đang ung dung xuống cầu thang với vẻ mặt bình tĩnh, phía sau theo chừng hơn trăm người, gia chủ nhà họ Tôn, trưởng nữ nhà họ Hoắc, bao đại sư, thiên Việt Bân. Tất cả đều giống như tiểu đệ, cố ý bước lùi lại, đi theo phía sau Huỳnh Nhân. Anh Huỳnh, anh không có việc gì thật tốt quá. Lê Nguyệt Thiền và Huỳnh Thăng Phát lập tức mừng rỡ đi lên nghênh đón. Nhìn hai cô gái, Huỳnh Nhân cũng lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Hai người họ, khi tính mạng mình bị uy hiếp cũng không hề chỉ lo bảo vệ bản thân mà trái lại còn không rời không bỏ ở bên cạnh anh đương nhiên huỳnh nhân sẽ không bạc đãi hai cô anh huỳnh bọn họ đều là anh sau đó lê nguyệt thiền và huỳnh thăng phát cũng chú ý tới đám người tôn du phong hoắc hiền sau lưng huỳnh nhân huỳnh nhân không phủ nhận khẽ gật đầu vì vậy đôi mắt của lê nguyệt thiền và huỳnh thăng phát chừng to hơn đó đều là những nhân vật có máu mặt thường ngày muốn gặp cũng không gặp được đó không ngờ ở trước mặt anh Huỳnh lại cung kính như thế. Lúc này, Thiên Việt Bân đã đi tới. Anh Huỳnh, mọi sản nghiệp nhà họ Hào đã chuyển vào danh nghĩa của nhà họ Tôn, thế nhưng lĩnh vực nhà họ Tôn không ở trong giới giải trí, chọn chủ tịch mới cho công ty giải trí Huy Hoàng còn là một vấn đề. Vậy sao? Huỳnh Nhân rơi vào trầm tư, giới giải trí của nhà họ Tôn ở đất Giang Chiết không có quyền lực hay ảnh hưởng gì, để cho nhà họ Tôn nắm trong tay, hiển nhiên không phải một lựa chọn tốt thế nhưng khi ánh mắt anh đặt ở trên người huỳnh thăng phát ngây thơ huỳnh nhân lập tức có lựa chọn cô huỳnh có hứng thú tiếp nhận chức vụ chủ tịch của công ty giải trí huy hoàng không hả huỳnh thăng phát lập tức thoáng sửng sốt rồi chợt lắc đầu như chống bỏi cảm ơn anh huỳnh đã để mắt nhưng tôi biết tôi không quản lý được mảng này hơn nữa tôi chỉ muốn đơn giản hát hò đóng phim thôi huỳnh thăng phát từ chối không chỉ không khiến huỳnh nhân phản cảm mà trái lại càng khiến anh có thiện cảm với cô ta hơn tôi hiểu ý của cô nhưng cô là người thích hợp nhất tôi nghĩ nếu nhạc si biết chắc chắn cũng rất vui mừng huỳnh thăng phát lập tức cầm tay huỳnh nhân anh rất thân quen với thầy của tôi sao huỳnh nhân cười gật đầu huỳnh thăng phát lập tức rơi vào sự im lặng nụ cười trên mặt huỳnh nhân dần dần thu lại tuy rằng cô là học trò của nhạc si nhưng giới giải trí có rất nhiều người cũng không biết điều này cũng dẫn đến con đường của cô sẽ rất chắc trở trước công chúng thì rực rỡ nhưng phía sau chỉ là công cụ kiếm tiền của công ty quản lý hiện giờ dám để cho cô đóng cảnh hôn sau đó sẽ dám cho cô đi bán mình ngủ với người ta cô vẫn chịu như vậy ư tôi huỳnh thăng phát cắn chặt môi im lặng không nói cô không có kinh nghiệm không sao tôi sẽ tìm một người giúp đỡ cô sau khi cô tiếp quản công ty giải trí huy hoàng không cần công khai với bên ngoài cứ tiếp tục làm chuyện cô thích là được Hoác Hiền rất hứng thú ghé lại gần. Tôi rất có hứng thú với mảng này, hay là để tôi nhập cổ phiếu giúp đỡ cô? Cô Hoác, trên mặt Huỳnh Thăng phát tràn đầy sự cảm động, nhưng khi nhìn Huỳnh Nhân lại vẫn hiện vẻ mặt hổ thẹn. Thế nhưng, lương tâm tôi cắn rứt, chính tôi đã mời rượu anh Huỳnh. Huỳnh Nhân có phần bất đắc dĩ, cô nhóc kia quá mức thiện lương rồi, vẫn còn đang lấn cấn việc này. Cô ta cảm thấy là cô ta hại Huỳnh Nhân, nhưng trong mắt huỳnh nhân cô ta lại chính là người mở màn ra tay với nhà họ hào thế nhưng trong lúc tôi giả vờ hôn mê cô cũng cố gắng quên mình bảo vệ tôi không phải sao vẻ mặt huỳnh nhân trịnh trọng nhìn huỳnh thăng phát nói ơn bằng giọt nước cũng coi như suối tuôn mà đáp đền đây là quy chuẩn đối nhân xử thế của tôi cô đáng giá để tôi làm như vậy tôn du phong hoác hiền còn có thiên việt bân ở sau lưng đều dùng ánh mắt ôn hòa nhìn huỳnh thăng phát trong mắt đều là vẻ cổ vũ. Thái độ làm người của Huỳnh Nhân, bọn họ đã sớm được lĩnh hội sâu sắc. Anh Huỳnh, vành mắt Huỳnh thăng phát ửng đỏ, cô ta che miệng, có phần không biết nên nói cái gì. Lê Nguyệt Thiền kéo lấy tay Huỳnh thăng phát, cười nói. Cô cứ đồng ý đi, bởi vì chủ tịch là Hào Tinh Húc nên Tổng Giám Đốc Liễu còn rất phản cảm việc hợp tác với công ty giải trí Huy Hoàng đấy. Nếu như trở thành cô thì tập đoàn Lệ Tinh và công ty giải trí Huy Hoàng chính là mối quan hệ hợp tác trường kỳ nghe vậy cuối cùng huỳnh thăng phát không từ chối nữa nếu anh huỳnh đã để mắt tôi như vậy tôi đây cũng chỉ có thể thử xem rồi nhưng nếu công ty giải trí huy hoàng để tôi quản lý tôi nhất định phải làm một chuyện nét mặt của cô ta cực kỳ nghiêm túc tất cả mọi người đều nhìn cô ta với vẻ mặt hiếu kỳ chuyện gì đổi tên huỳnh thăng phát gần từng chữ một đổi thành công ty giải trí nhân phát audio điện tử võ tấn bền